Em xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh của nhóc Cận. Nay nhóc Cận chơi Terry. Cái tướng đang rất hot hiện nay. Và SP của mình thì đó là Helen. Nếu có Helen bảo kê thì yên tâm. Bao giờ mình chết thế cha vui về đi bạn ơi, về đây về thôi nào, đừng chơi đùa vậy chứ. Đây chơi cái gì đây, mặc chú bò bộc phá rồi chứ. Đấm thế này thì hỏng đấy. Tam đã chưa có đồ đánh được con không? Em có biết dùng chiêu không? Hơi liều đấy. Rồi. Thế. Hay lắm anh em. Có hai em lợi thế nhá. Chơi nữa. Trời ơi, tóc biến không được. Rồi, thôi lùi đi, đẹp rồi, lùi đi. Quá trời đất. Ôi giời. Đâu ra vậy? Toro nó khỏe đấy.
sắt. Khi là mình lên tí xíu giáp vào quét hết. Đừng bố không đỡ lính à? Chợ nào? Dần được bố kìa. Xong luôn. Bánh. Nó đi đường ở đây. Good.
soi mó 100 không ai lên. Mà nấp cái gì đấy? Trời ơi. Cay thật sự luôn á. I can feel all the stories hidden in this land. Không nào lên sách luôn. Tại những tầm này mà không muốn biết lên sách. Chơi nó luôn. Thank you.
Quên này, quên này. Quên nào. Ok, lật ngược kèo nha anh em. Qua lật ngược kèo quá hay.